sáng ngày 3 tháng 8, đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam đã chính thức rời Hà Nội, khởi hành sang Liên bang Nga và các nước đăng cai tổ chức các cuộc thi trong khuôn khổ Hội thao quân sự quốc tế Army Games 2021. Trước đó, đoàn tập trung tại sân bay quốc tế Nội Bài làm công tác chuẩn bị. Toàn đoàn được thống nhất và trang bị đầy đủ quân tư trang cho những ngày thi đấu sắp tới trên các thao trường quốc tế. Sức khỏe vận động viên ổn định. Với sự chuẩn bị kỹ càng từ nhiều tháng trước, các đội tuyển đều có tinh thần tự tin và quyết tâm đạt thành tích tốt nhất trong lần tham gia này. Bộ Tư lệnh Tăng Thiết Giáp đã thành lập đội tuyển từ tháng 3 và đã tổ chức luyện tập theo 3 giai đoạn. Và hiện nay chúng tôi đang tổ chức huấn luyện và luyện tập nâng cao. Có thể nói là quyết tâm của cán bộ chiến sĩ trong đội tuyển quyết tâm rất cao để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà thủ trưởng bộ quốc phòng cũng như là thủ trưởng bộ tư lệnh giao cho đội tuyển. Năm nay, đội tuyển huấn luyện chó nghiệp vụ sẽ tham gia thi tại Algeria. Đối với các thành viên đặc biệt này của đoàn tham gia cuộc thi Người bạn trung thành trong khuôn khổ Army Games 2021, chuyến di chuyển đường dài sẽ là thử thách đầu tiên. Là cái thời tiết nó nắng nóng như thế này, mà di chuyển một cái quãng đường dài, và trong quá trình bay ấy, thì vận động viên không được trực tiếp xuống để kiểm tra chó và chăm sóc chó ở dưới khoang của máy bay, múi giờ khác, và sau đó lại phải di chuyển ngay sang Algeria, một cái quãng đường rất dài. Tinh thần của các vận động viên đang lên rất cao và cũng rất là mong muốn được cống hiến trong cái lần thi lần này. Chúng tôi hy vọng là sẽ đạt được thành tích tốt nhất. Một số thành viên của đoàn đã tranh thủ gọi điện gửi những lời yêu thương cho người thân. Đó sẽ là một phần động lực để những vận động viên của chúng ta hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Army Games 2021 do Bộ Quốc phòng Liên bang Nga chủ trì, tổ chức. Dự kiến hội thao sẽ khai mạc ngày 22 tháng 8 với 36 môn thi đấu diễn ra ở 12 quốc gia và vùng lãnh thổ. Army Games 2021 hứa hẹn mang đến nhiều điều mới mẻ và gay cấn hơn khi số lượng đội tuyển tham gia tăng, thêm 3 nội dung thi mới. Đây là lần thứ 4 Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia Army Games và sẽ ghi nhiều dấu mốc mới khi tham gia tranh tài nhiều nhất với 16 nội dung thi. Lần đầu tiên, Hải quân Nhân dân Việt Nam cử biên đội tàu 015 Trần Hưng Đạo và 016 Quang Trung tham gia môn thi cúp biển. Lần đầu tiên, đăng cai tổ chức hai cuộc thi, xạ thủ bắn tỉa và vùng tai nạn. Với ý chí và bản lĩnh bộ đội Cụ Hồ, đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ vượt qua những thử thách trên thao trường và khó khăn do đại dịch gây ra, tiếp tục ghi dấu ấn tượng trong mắt bạn bè quốc tế, góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác và phát triển với các quốc gia trên thế giới.